Hello, xin chào tất cả các em nha. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh tải của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cục đẩy. Và cục đẩy này thì sẽ thuộc phân khúc giá tầm trung thôi anh em à. Và cục đẩy này thì sẽ có 3 điểm nổi trội sau đây. Đầu tiên là thiết kế sản phẩm anh em. Thiết kế sản phẩm này rất là đẹp anh em à. Con này hàng Nhật vừa mới về nên hình thức còn rất là tốt anh em. Mới là trên 95%. Và điểm nổi bật thứ hai là con này thì sẽ xài dòng điện ra là 220V. Rất là nhiều anh em mà muốn chơi những cục đẩy mà 220V. Nhưng mà mãi hôm nay thì Nhật mới về hàng được anh em à. Nói chung là những dòng 220V thì nó phải nói là tương đối là hiếm. Và con này thì sẽ là hàng mà được thiết kế chuẩn theo tiêu chuẩn của Mỹ nha mà. Và điểm nổi bật số 3 của cục đẩy này là nó có một cái nội thất bên trong mà phải nói là cực kỳ là hầm hố luôn anh em. Phải nói là rất là hầm hố luôn nha mà. Thiết kế sản phẩm rất là đẹp. Đây sản phẩm thì sẽ thuộc dòng dual channel cũng như là 2 kênh anh em. Đây là nút nguồn của sản phẩm. Đây thiết kế những cái lỗ tản nhiệt rất là đối xứng và đều nhau, rất là bắt mắt bên em. Đây sản phẩm thì sẽ trang bị cho chúng ta tổng cộng là 4 chạm loa anh em à. Anh em mà kết nối là xỏ dây ngay tại cái lỗ phía trên, hoặc anh em cắm đồ bắp chuối vào cũng được. Và với cấu hình của anh này thì anh em có thể chơi tốt được với 4 loa cùng một lúc, vẫn rất là ok anh em. Còn đây là cái lỗ này là dùng để cắm cái đầu dây mà chuyên nghiệp của dây loa anh em. Còn bên đây là cái cổng input. Những cổng này là cái cổng mà kết nối chính hiệu nguồn vào của sản phẩm. Anh em có thể lựa chọn giữa cắm đầu Canon đực cái. Còn đây là cái mốt chức năng nghe parallel, stereo hoặc là monopit. Còn về thông tin ở phía sau sản phẩm thì nó cũng không để tem anh em à. Nhưng mà Nhật tham khảo mà trên trang Nhật Bản mà Nhật mua thì con này tổng công suất là 300W ở mỗi channel. Tổng công suất của con này đến tận là 600W anh em. Đây là một mức công suất là phải nói là cũng khá là tốt anh em. Và con này thì Nhật sẽ để lại cho anh em với một mức giá cũng rất là tốt, chỉ với 5.500.000 đồng. Và anh em muốn mua thì có thể liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc là qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Về nội thất ở bên trong thì Alex Pro Q9 trang bị cho chúng ta một tăng phô xuyến cực kỳ là lớn anh em à, chiếm gần trọn diện tích ở bên trong. Và tăng phô thì nó càng lớn thì nó càng có khả năng là mà ổn định nguồn điện tốt hơn. Ngoài ra thì sản phẩm sẽ trang bị chúng ta là 6 tụ đập nguồn. Cũng phải nói là một số lượng rất là lớn anh em à, để duy trì cho nguồn điện ổn định. Và tổng cộng thì sản phẩm này trang bị chúng ta 20 sò than nữa anh em à. Một số lượng sò than là phải nói là cực kỳ là khủng. Cộng với công suất là 600W thì con này phải nói là có thể chơi thoải mái những cặp loa trên thị trường hiện nay. Anh em nghe nhạc hoặc hát karaoke với dòng cục đẩy AZ-Q9 này thì phải nói là thoải mái đấy mà. Và thôi không dài dòng nữa, mời anh em vào ngay bài test chất âm của AZ-Q9. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm anh em à. Đây là dây loa thì Nhật kết nối với cặp loa JBL. Và cặp loa mà trong khoảng 2 tháng nay thì Nhật cũng đã có rất là nhiều video để mà test cùng với chất âm của với cặp loa này. Đây mời anh em. Mới nhất nhẹ bơm bơm mà nó rất là được anh em à. Vì tung vẫn đêm đêm vang vòng mãi tao mày nào vui chia tay hai đứa cùng buồn ngày mai nó tôi trên đường của cuộc đời
nào đáng vui. Dù cho vậy môi xe khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy hiên thì người quen có biết. Bạn tôi thân mến đã lừa tình anh ngã xuống khắp đơn. Đôi đứa nơi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình thôi. Chắc cay đầu môi chiều thu chiến mà sụp rồi. Nhìn trong lòng dây ném quên xưa đầu gây. Bao người sông ngỡ sương mong chưa trở về. Người đi vào tôi vẫn dâng cho đơn bãi. Có anh hùng ngày mai. Thì điểm nhấn của dòng sản phẩm này thì đây là một dòng sản phẩm mà có thiết kế và nó là đẹp xuất sắc luôn em ạ. Đây thiết kế rất là hiện đại và con này thì cũng có công suất rất là tốt, với mỗi 300W cho mỗi channel này thì phải nói là cực kỳ là khủng. Và nội thất của nó thì được trang bị tăng phô lớn và tổng cộng là 20 sò than. Thì phải nói là bối đối trong tầm giá 5.500.000 đồng thôi, nên mà cái này đánh rất là lực, lực không hề thua kém gì những dòng sản phẩm mà của Ramsa. Rồi anh em thấy sao về chất âm cũng như là về khả năng phối ghép của dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.